Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh tin tức và trong 24 giờ qua đã có những thông tin nổi bật nào? Đầu đằng là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị đón xem. Tổng bí thư Tô Lâm Đốt Lò có hay không? Sự liên quan của vợ chủ tịch nước Võ Văn Thường thực hiện phi vụ ma túy lớn nhất trong lịch sử. Quý vị thân mến, gần đây có nhiều thông tin nói rằng đại án ma túy lớn nhất lịch sử có liên quan đến vợ ông võ văn thường cũng có những thông tin đây chính là nguyên nhân tổng bí thư muốn cứu ông thường nên mới để ông từ chức và vợ ông thường đã bắt tay trực tiếp để thực hiện phi vụ nghìn tỷ này tuy nhiên đây đều là những thông tin suy diễn chưa có thông cáo chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và để làm rõ những thông tin này có hay không sự liên quan của vợ ông võ văn thường câu kết thực hiện phi vụ ma túy nghìn tỷ lớn nhất trong lịch sử và liệu tổng bí thư tô lâm có đốt lò mời quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay ông võ văn thường vào thời điểm nhậm chức được coi là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ông ừ, từng được nhân dân và chính phủ đặc biệt là cố tổng bí thư nguyễn phú trọng đặt rất nhiều kỳ vọng nhiều năng lực và tư tưởng chính trị xuất sắc đồng thời còn được báo chí gọi bằng một danh xưng mỹ miều là hạt giống đỏ do có học vấn và quá trình làm việc khá giống với cố tầm bí thư ông từng được kỳ vọng sẽ trở thành người kế nhiệm và nắm giữ những vị trí quan trọng trong tương lai vậy mà bỗng dưng ông thường ngã ngựa chỉ sau một năm một tháng tại vị ông Võ Văn Thường đã xin từ chức. Theo đó, vào chiều ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã tổ chức một cuộc họp bất thường ngay sau cuối phiên họp. Theo thông táo từ Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã chính thức thông tin xác nhận, cho phép thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu đối với ông Võ Văn Thường lý do từ chức của ông được cho rằng là đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm neo gương của cán bộ đảng viên và chịu trách nhiệm người đứng đầu. Thông cáo cũng nhấn mạnh những vi phạm, khuyết điểm của ông võ văn thường đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân ông. Mặc dù vậy, những vi phạm, khuyết điểm cụ thể của ông là gì? thì lại không được công bố. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho rằng ông Thường có liên quan đến những sai phạm ở tập đoàn Phúc Sơn. Khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang có nhiều cuộc điều tra sai phạm của tập đoàn này. Ngoài ra, còn có một số thông tin không chính thức cho rằng vợ ông Võ Văn Thưởng, bà Phan Thị Thanh Tâm thời điểm đó dính líu đến vụ án bốn nữ tiếp viên của hãng hàng không Việt Nam Airlines vận chuyển hơn 11 kg ma túy các loại. Điều này đã dấy lên sự chú ý đặc biệt của dư luận. Thời điểm đó có nhiều thông tin cho rằng trong bốn nữ tiếp viên hàng không có một người với tên viết tắt là VTQ. Người này được cho là cháu ruột của ông Võ Văn Thường. Cũng có những thông tin cho rằng việc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn cứu ông Võ Văn Thường nên mới để ông từ chức sớm. Vậy sự thật đằng sau là gì? Liệu có hay không sự liên quan của vợ ông Võ Văn Thường đến đại án ma túy lớn nhất trong lịch sử? Mời quý vị hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Trước đó, nhiều báo lao động đã đưa tin, vào ngày 16 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy PC04, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cục C04 Bộ Công an, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua công tác so chiếu, đã phát hiện trong vali của bốn nữ tiếp viên hàng không từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 11 kg ma túy tổng hợp được các đối tượng ngụy trang trong các tuyếp kem đánh răng và nước xúc miệng sau đó thuê các tiếp viên sách tay vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không. Ngày 17 tháng 3, Tri Cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21 tháng 3, các cơ quan chức năng đã họp đánh giá toàn diện tài liệu chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật. Bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, có người nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tiếp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tiếp kem đánh răng nhận vận chuyển có 157 tuyếp đã bị các đối tượng trộn cất giấu ma túy. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự bốn nữ tiếp viên. Đến ngày 22 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không liên quan đến vụ án tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy. Cơ quan công an đã điều tra mở rộng, khởi tố 543 người và bước đầu chứng minh các đối tượng giao dịch mua bán ma túy với số tiền lên đến hơn 25.000 tỷ đồng. Trong thông tin của vụ án này thì chưa có bất cứ liên quan nào đến vợ của ông Võ Văn Thường, chưa có thông táo chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng cách làm mới, huy động toàn bộ đội phòng chống cướp giật của phòng cảnh sát hình sự tham gia truy xét và thiết lập hồ sơ, sử dụng công nghệ mới lần ra được hết nhìn lại vụ việc bốn nữ tiếp viên không khó để nhận thấy có nhiều nét tương đồng trong vụ án nóng trước đó như vụ nữ sinh giao gà, vụ án gateway hay vụ án nữ sinh bị xâm hại khi đi học quân sự. bất chấp việc các cơ quan tố tụng đang tập trung xác minh làm rõ bản chất vụ án thì các đối tượng xấu lại đang diêu dao những luận điệu sai trái nhằm câu view, câu like chống phá chính quyền. vậy nhưng thực tế đã chứng minh các phán đoán của những điều tra viên mạng, kiểm sát viên tự phong, thẩm phán dân chủ chẳng những không giúp được sự thật được đưa ra ánh sáng mà còn gây nhiễu loạn tình hình. Do đó, khi tiếp nhận và tìm hiểu thông tin, quý vị hãy thật tỉnh táo để tránh việc bị một số thành phần chống phá nhà nước đưa tin sai sự thật, hòng lan truyền những thông tin không chính xác. Uống hướng Đinh Văn Nơi quân tử không nói hai lời, truy tứ cùng, áp vía các loại tội phạm. Đinh Văn Nơi, một thiếu tướng trẻ sinh năm 1976, đã trở thành hiện tượng trong suốt thời gian qua, từ An Giang đến Quảng Ninh, và nay trở thành Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Khi còn là Giám đốc Công an các địa phương, ông đã có nhiều phát ngôn, át vía tử phạm, đúng chất quân tử, không nói hai lời. Một khi đã phát ngôn, đã nói là sẽ làm không có chuyện đánh trống bỏ dùi hay sợ thế lực nọ, thế lực kia đứng sau chỉ đạo. Như bản thân ông đã từng khẳng định sẽ không để bị thao túng, hơn hết ông hiểu rằng có chức đã khó, giữ được chức lại càng khó. Có chức thì phải lập công, giữ chức là phải giữ gìn bản thân mình, không trùn bước trước mọi rào cản thì vụ án nào cũng được giải quyết. Uống chi 20 tỷ, điều chuyển giám đốc công an. Ông Đinh Văn Nơi được mệnh danh là khắc tinh tội phạm khi trực tiếp chỉ đạo điều tra nhiều chuyên án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, buộc nhiều đối tượng là ông Trùm và Trùm xa lưới. Thậm chí có tên tội phạm thừa nhận rằng Đại tá Đinh Văn Nơi, sau gần một năm nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã chỉ đạo quyết liệt tấn công và truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật nên việc kinh doanh của hắn gặp nhiều khó khăn. Tất cả các loại tội phạm đều phải xử lý như nhau, ông Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 7 năm 2020 tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau vì cá nhân tôi không ở địa phương này không có người thân quen không có sân trước sân sau lợi ích kinh tế gì ở đây nên công tác xử lý tội phạm luôn triệt để công tâm trả lời báo chí sau khi được bổ nhiệm giám đốc công an tỉnh an giang đại tá đinh văn nơi khẳng định cá nhân tôi chắc chắn sẽ không có khó khăn áp lực nào trong việc xử lý các loại tội phạm kể cả tội phạm núp bóng tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau vì cá nhân tôi không ở địa phương này, không có người thân quen, không có sân trước, sân sau, lợi ích kinh tế gì ở đây, nên công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để công tâm. Thiếu tướng Devan Nơi nổi tiếng với tính cách kiên quyết và sự chính trực. Những lời nói của ông luôn đi đôi với hành động, và khi đã hứa hoặc cam kết điều gì, ông sẽ thực hiện bằng mọi giá. Đây chính là phẩm chất của một quân tử, một người lãnh đạo có uy tín và lòng trung thành với sự thật và công lý. Thậm chí có kẻ không làm quen được giám đốc công an đã sẵn sàng bỏ tiền ra để tác động chạy điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh An Giang với giá 20 tỷ đồng đi nơi khác. Tuy nhiên, khi Trần Chi Mãnh mới chi trước 10 tỷ đồng thì bể kế hoạch vì gặp phải nhóm người lừa đảo. Do tấn công quá mạnh các đối tượng vi phạm pháp luật, có kẻ còn chi ra 20 tỷ để chạy điều chuyển ông đi nơi khác. Chia sẻ về vụ việc có một hai này, Đại tá Nơi cho biết. Tôi cảm thấy vui, vui vì điều này khẳng định công an tỉnh An Giang đã đánh đúng, đánh trúng và đánh có hiệu quả vào các đối tượng vi phạm pháp luật. Bởi khi và chỉ khi bị đánh, bị dồn đến hết đất sống, các đối tượng này mới tìm cách chạy điều chuyển mình. Mánh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia thành tại thành phố Châu Đốc, An Giang, vừa bị bắt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô rất lớn. Theo cáo trạng, Trần Chi Mánh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia thịnh trụ sở tại thành phố châu đốc chuyên kinh doanh dầu nhất phụ tùng xe máy các loại mánh lo sự việc giám đốc công an tỉnh an giang lúc bấy giờ là đại tá đinh văn nơi nay là thiếu tướng giám đốc công an tỉnh quảng ninh chỉ đạo công tác tăng cường tấn công chấn áp tội phạm nhất là tội phạm kinh tế sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của mình do đó mánh nảy sinh ý định tìm người tác động để điều chuyển đại tá nơi đi nơi khác quá trình công an điều tra, Mãnh thừa nhận có vụ bị lừa nói trên, xuất phát từ việc nhiều tháng qua công an tỉnh An Giang liên tục tấn công và truy bắt các băng nhóm tội phạm ma túy, hình sự, đặc biệt là triệt phá các hoạt động buôn lậu, hàng gian, hàng giả. Bị cáo Trần Chi Mãnh khai mục đích ban đầu tính làm quen với giám đốc công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi để tăng uy tín, làm ban với nhiều đối tác. Tuy nhiên, Đồng hợp Cảnh nói không quen và nói sẽ thay đổi người khác về. Vì không làm quen được nên Cảnh đã đề xuất đổi giám đốc công an tỉnh. Mạnh nói, lúc đầu tôi nhờ bị cáo Cảnh tìm cách giúp tôi làm quen với giám đốc công an tỉnh An Giang. Sau đó bị cáo Đào Ngọc Cảnh nói không quen, thôi thay đổi luôn đi. Từ việc này, một số người đã liên hệ và giao mánh tìm người có thẩm quyền bứng ghế giám đốc công an tỉnh An Giang là đại tá Đinh Văn Nơi để việc buôn lậu, gian lần thương mại của chúng được thuận lợi. Mánh khai, ngày 18 tháng 1 năm 2021, khi gặp tôi, chồng và Tâm đã báo số tiền 20 tỷ đồng. Lúc này chồng nói phải cho chồng một số tiền tạm ứng để làm, sau đó tôi đã chuyển 10 tỷ đồng cho họ. Chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề, tại sao không chuyển hết 20 tỷ đồng mà chuyển 10 tỷ đồng? Bị cáo mãnh nói, đúng lý tôi không chuyển khoản, nhưng ông chồng nói phải có tiền thì mới điều chuyển được, nên tôi đã đồng ý sau đó, Mãnh đã chuyển 10 tỷ đồng cho Tâm. Khi chuyển tiền chưa được 12 tiếng, thì tôi đã nhận được số tiền 7,7 tỷ đồng do Trọng và nhóm thông báo việc điều chuyển đã bại lộ. Đến thời điểm này, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã tạm giữ các đối tượng được cho là đã lừa Mãnh để nhận trước số tiền 10 tỷ đồng nhưng tiêu xài chứ không phải thực hiện cam kết sau 3 ngày ông nơi sẽ bị điều chuyển nếu không sẽ trả lại tiền. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê duyệt, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 8 tháng 5 năm 2023, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và đưa hối lộ đối với 5 bị cáo liên quan vụ điều chuyển giám đốc công an tỉnh An Giang, lúc đó là đại tá Đinh Văn Nơi đi chỗ khác với giá 20 tỷ đồng. Còn bị cáo Cảnh thừa nhận, khi nói tìm cách điều chuyển giám đốc công an tỉnh, thì Cảnh có mượn 50 triệu đồng của Mãnh để làm chi phí đi lại chữa bệnh. Khi vào châu đốc thì ba người, Trọng, Cảnh và Mãnh đã bàn bạc số tiền điều chuyển giám đốc công an tỉnh là 20 tỷ. Cảnh nói, tôi không có ý kiến gì vì tôi đã nói ngay từ đầu tôi không có khả năng tôi cũng không chắc nhóm của Trọng làm được hay không. Tuy nhiên, những lần về quê, tôi có nghe họ nói có mối quan hệ với những người có chức có quyền ở Trung ương, nên cũng nghĩ họ sẽ tác động điều chuyển được. Trong quá trình công tác, ông Đinh Văn Nơi đã nhiều lần thể hiện sự quyết tâm trong việc xử lý các vụ án phức tạp. Ông không lùi bước trước khó khăn, mà luôn dấn thân vào những nơi hiểm nguy, thậm chí sẵn sàng đối mặt với những đối tượng tội phạm nguy hiểm nhất, đặc biệt trong những vụ án lớn, thiếu tướng nơi không bao giờ chỉ đạo một cách nửa vời. Ông luôn yêu cầu truy tới cùng, đảm bảo rằng mọi hành vi phạm pháp đều bị đưa ra ánh sáng. Cuối cùng, hội đồng xét xử tuyên phạt. một Trần Chi Mãnh, 43 tuổi, ngụ thành phố Châu Đốc, 11 năm tù về tội đưa hối lộ. 2. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Cảnh, 76 tuổi, ngụ thành phố Đà Nẵng, 8 năm tù. 3. Ngô Văn Trọng, 50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi, 10 năm tù. 4. Hoàng Thị Tâm, 56 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, 10 năm tù. 5. Vũ Văn Quý, 32 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, 13 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo Quý bị phạt thêm 9 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, Quý phải nhận là 22 năm tù. Dân An Giang và cả báo chí lẫn mạng xã hội trong thời điểm đó đã nói rất nhiều về thành tích của lực lượng công an tỉnh An Giang trong chấn áp tội phạm, trong đó có các vụ án lớn xảy ra ở tỉnh này mà dư luận cả nước quan tâm, như chuyên án bí số 520H, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng cầm đầu, vụ vận chuyển 51 kg vàng bố số 9 từ Campuchia về Việt Nam vụ triệt phá đường dây sản xuất hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng với số lượng rất lớn ở khu vực biên giới. Chia sẻ về vụ việc, Đại tá Đinh Văn Nơi cho hay, thời gian qua các nhóm tội phạm không chỉ muốn dùng tiền để điều ông đi, mà thậm chí còn sử dụng các thủ đoạn nguy hiểm để đe dọa cá nhân ông, không khiến bản thân ông chùn bước. Ngoài ra, nhiều Mỹ Can còn muốn dùng mối quan hệ quen biết để tiếp cận ông nhằm mục đích có lợi cho họ, nhưng ông đã thẳng thừng nói không với những người này để đấu tranh cương quyết với tội phạm đại tá nơi nói tôi luôn nhắc nhở quán kiệt ký lưỡng trong toàn lực lượng công an tỉnh an giang phải xác định những mối quan hệ có ích cho ngành cho đảng nhà nước và nhân dân thì công an sẽ tiếp xúc còn đối với những người muốn lợi dụng mối quan hệ với công an để thực hiện hành vi phạm tội thì không được quan hệ quen biết trong đó bản thân tôi là giám đốc công an tỉnh phải là đầu tàu gương mẫu thực hiện quy định này không bắt tay không quan hệ không quan biết với bất cứ trường hợp nào làm ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng thống tội phạm ông cũng khẳng định chưa và không bao giờ vì điều này mà chùn bước hay lùng lệch quyết tâm tấn công các loại tội phạm đấu tranh với các loại tội phạm không có ngoại lệ không có vùng cấm đó là quan điểm của đảng quan điểm của ngành công an thế nên tôi không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn khó khăn hay không là do bản thân mình có quyết tâm dám nghĩ dám làm đến tận cùng hay không tôi báo công an nhân dân dẫn lời thiếu tướng đinh văn nơi nói không chỉ ở an giang mà đến khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ninh thiếu tướng đinh văn nơi vẫn tiếp tục tạo những dấu ấn ấn tượng đặc biệt nhất phải kể đến vụ án hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại quảng ninh và hải phòng trong vụ án này cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng liên quan và tạm giữ ông Đỗ Hiếu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, để điều tra. Tháng 4 vừa qua, ông Đỗ Hiếu Ca đã bị Tòa án tỉnh Quảng Ninh tuyên 10 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đúc kết kinh nghiệm qua các thời kỳ từ khi làm trưởng Công an huyện, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho đến Quảng Ninh Thiếu tướng Đinh Văn nơi khẳng định phải luôn dựa vào dân, muốn làm việc với chính quyền địa phương thì phải gặp dân trước, xem tâm tư tình cảm của họ, sau đó mới làm việc với địa phương. Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động thiếu tướng Đinh Văn nơi giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục an ninh chính trị nội bộ trong thời gian công tác tại công an tỉnh Quảng Ninh, An Giang, thiếu tướng Đinh Văn nơi được biết đến là khắc tinh của tội phạm khi triệt phá hàng loạt vụ án lớn, ông có nhiều phát ngôn thể hiện quyết tâm chấn áp tội phạm, nhưng cũng đầy nhân văn khi nói về người dân. Sẽ khởi tố hình sự, người đưa xe cho trẻ dưới tuổi vị thành niên gây tai nạn. Khi còn là giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, trả lời chất vấn tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khóa 14, tháng 7 năm 2023, Thiếu tướng Đi Văn Nơi nói, công an tỉnh Quảng Ninh sẽ làm rõ hành vi của những người đưa. Giao xe cho người dưới tuổi vị thành niên tham gia giao thông. Khi trẻ chưa đến tuổi vị thành niên tham gia đuôi xe, gây tai nạn, đủ chứng cứ, khi khởi tố vụ án, chúng tôi sẽ truy trách nhiệm hình sự đến cùng những đối tượng liên quan này. Không để hình thành các băng nhóm xã hội đen, tại Hội nghị Giao ban Lực lượng Cảnh sát Điều tra Toàn tỉnh Quảng Ninh quý 1 năm 2023, tổ chức ngày 17 tháng 3 năm 2023, Thiếu tướng Đi Văn Nơi cho biết không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng vũ khí nóng hoạt động theo kiểu xã hội đen kiềm chế kéo giảm các vụ án phòng ngừa tội phạm lưu động liên tuyến không để phát sinh phức tạp và bị động bất ngờ đấu tranh với các loại tội phạm không có ngoại lệ không có vùng cấm trả lời báo chí tháng 4 năm 2023 thiếu tướng đi văn nơi nhấn mạnh đấu tranh với các loại tội phạm không có ngoại lệ không có vùng cấm đó là quan điểm của đảng quan điểm của ngành công an thế nên tôi không áp lực và cũng không cảm thấy khó khăn khó khăn hay không là do bản thân mình có quyết tâm dám nghĩ dám làm đến tận cùng hay không thôi thật buồn khi phải xử lý các vụ án liên quan đến cán bộ đảng viên với các vụ án có liên quan đến cán bộ đảng viên khi phải xử lý thật sự tôi thấy buồn nhưng trách nhiệm mà nhân dân giao mình phải làm quan điểm của tôi là xã hội phải công bằng giữa chính quyền và nhân dân chứ không phải là mình có một vị trí nào đó trong xã hội là mình hơn người dân, đảng và nhà nước xác định xử lý một vụ nhưng cảnh tỉnh được cả vùng, thành tỉnh nhiều người. vì vậy những người vi phạm dù bất cứ vị trí nào thì cũng phải bị xử lý thôi. thiếu tướng Đinh Văn Nơi trả lời báo chí tháng 4 năm 2023 với phong cách lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã trở thành nỗi ám ảnh với các loại tội phạm. Sự hiện diện của ông trong các cuộc truy quét tội phạm đã tạo ra một sức ép tâm lý lớn đối với các đối tượng phạm pháp. Họ biết rằng dưới sự chỉ huy của ông không có chỗ cho sự nhân nhượng hay sự bỏ sót bất kỳ tội phạm nào. Ông không chỉ làm tốt vai trò của mình trong việc chấn áp tội phạm mà còn xây dựng được một hình ảnh lãnh đạo đáng tin cậy và đáng kính trọng. Điều này không chỉ khiến tội phạm phải dè chừng mà còn củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng công an tạo dựng một môi trường an toàn và lành mạnh. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi không chỉ là một lãnh đạo tài ba, mà còn làm một quân tử đúng nghĩa trong lòng người dân. Ông đã ghi dấu ấn sâu đậm trong công tác phòng chống tội phạm với tinh thần không ngừng nghỉ, truy tới cùng và không bao giờ nói hai lời. Những chiến công của ông không chỉ là kết quả của sự quyết đoán mà còn là minh chứng cho lòng dũng cảm, sự chính trực và quyết tâm bảo vệ công lý thiếu tướng đinh văn nơi thực sự là biểu tượng của lòng trung thành với nhiệm vụ và trách nhiệm trước xã hội